Hello mọi người, bữa nay mình có mấy miếng thịt bò nè, tặng mình đem mình đi nướng nha. Mình nướng mình có gạo thôi. Này ba gọi. Này mình xắt mỏng mỏng rồi mình ớp sả ớt mình nướng chung luôn. Đây. Ngon chưa? Bây giờ mình xắt nha. Đây cái này mình xắt mỏng mỏng ra mình ớp sả nha. Xắt gì nè? Xắt mỏng chiên cho nó mau chín. Vì là mình cuộn được rồi. Ngon chưa? Đây mình ba thịt này bây giờ mình quay ngang mình ướp nha cả nhà. Thịt này giờ mình quay ngang mình ướp nha cả nhà. Bây giờ mình cho muỗng gửi tỏi vô. Tiêu. Mình ướp sả ớt là mình để lên cái chảo nướng đó. Cái này là dầu của chiên mà Phật Thái cả nhà, nó chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Đây nè, cho ớt vô, cho miếng dầu dầu nước ớt. Hút bớt cà sả cay. Ông muốn gửi hạt nêm vô. Mình nấu đồ ăn bây giờ cũng ít để bột ngọt nữa, thôi để hạt nêm đi. Này sả nè cả nhà. Có hai muỗng sả gì vậy? Cái này thì ớt của Hàn Quốc cho nó màu đẹp. Sợ để nhiều quá nó cay á. Gia đình mình có ai mà không thích ăn cay thì để ít lại. Còn mình muốn nêm sao mà cảm thấy vừa ăn thì mình nêm nha cả nhà. Cho tí xíu nước mắm cua vô. Rồi mình trộn nó lên. Mình bắt tay luôn đi. Rồi hồi mình bắt chảo lên mình chiên ngon lắm cả nhà ơi. Này con gái con trai mình nó thích gói gạo. Ông xã mình thì ông thích chiên. Cũng thích ăn muối sả ớt thì mình cho cỡ muỗng bột năng vậy đó cả nhà. Đây mình cho miếng bột năng vô nha cả nhà. Cái nó nhiều quá cái nó làm cái ù vô luôn. Giờ mình sẽ trộn lại. Chiên bơ ngon lắm cả nhà ơi. Muối sả ớt ba gọi thì muối sả ớt thì còn gì bằng nữa đâu. Rồi mình đã xong.
này là thịt bò cả nhà. Thịt bò mua trong cái chợ Walmart á, ta sắp sẵn gì luôn nè. Mình chỉ đem rồi mình chỉ nướng thôi. Cái này là bí đao cả nhà. Cái bí đao hồi mình để cho trong súp á. Đây một cái gia vị đồ chấm của mình nha. Cái này con của mình nó mua trong chợ Hàn Quốc á, mình để keo để dành ăn gì nè cả nhà. Con này là tỏi, này là củ cải, này cũng củ cải luôn mà của mấy người Hàn Quốc người ta ăn á. Đây ngon chưa. Mọi người, bữa nay mình ăn thịt bò nướng muối, thịt bò nướng và thịt heo ba cội á, mình muối sa ớt mình nướng cả nhà, mình nướng bơ, mình nướng cái nồi này nè. Bây giờ mình đang nấu rong biển trước nha. Nấu cái này là nấu rong biển kiểu này như là mình nấu kiểu giả chiến gì đó. Nấu giải chiến như là nấu bình dân trong trong gừng. Đó, bình dân trong gừng á. Gừng sao có điện? Hả? Trong gừng đâu cần điện đâu. Nó nấu giải chiến mà. Bữa hồi cái này mình của mình nó sôi lên á thì mình bỏ đồ vô. Nhưng mà đặc biệt là phải có cái chén này nha. Chén này quý phải để tí đường, miếng hạt nêm, tiêu, nước mắm với tỏi sấy vô đây là cái hỗn hợp của nồi súp nha cả nhà. Rồi bây giờ mình cho bơ vô rồi ăn đi Niu. Ăn đi nha. Ăn đi ăn chút đi, ăn đi chút đi. Ăn đi. Ừ, nước này mình ăn theo mắm hả? Mắm rồi nước mắm trong tủ lạnh nó kèm nó ăn. Ừ, nước mắm mà ăn nước mắm thì lấy tô này là ăn với con. Bữa nay chủ nhật cả nhà ơi, mình chủ nhật cái mình nấu vậy đó mình ăn đi mà cực khổ thì giờ mình làm cẩn thận nha, sợi dây không nha, dây nha, mình bằng cực khổ thì giờ mình phải ăn thôi. Dì ơi, dì nó tắm chưa ra con đó. Đây ba gọi nè, ba gọi hồi nãy mình ớp á. Ni ơi, chặn lửa lên con, chặn lửa lớn đi, mình đang nướng mà. Chắc mình ăn rồi mình ha. Tôi này qua mẹ nè, tôi này qua ngồi gần mẹ đi, cho cha ngồi ghế bự đi, để cha ngồi ghế đó lên nó ổng ngồi đây được rồi. Ni không chặn lửa lớn cho mẹ ơi, ngồi luôn hả? Xanh nó tắt queo đi, đi đi ba. Ờ, ba sợ ngồi nó đi luôn rồi. Ôi chắc nó bị sức điện rồi. Đúng rồi. Đi lựa mấy cái mấy bào đồ đem cho rút view rồi. Nó bị sức rồi. Cái này thấy sao quá vậy? Được rồi. Đừng đụng.
đụng nó là nó sức á. Vô tầng này. Tôi này qua đây với mẹ nè, ngồi đây đi. Thôi ngồi đây đi ba. Con ngồi đây nè. Gì nữa? Ông tao đẩy đây ngồi gì nó ngồi. Ngồi đó đi, ông ngồi đó đi ông. Ngồi đi. Cái ghế đó nó mỏng manh chân gì nó ngồi. Ngồi đó đi. Đây nè, ăn đi. Nóng chưa đi? Ngồi đây à. Không có điện cho mẹ. Mình có cái lò này nướng nó rất là dễ cả nhà. Nhà nào mà có cỡ hai vợ chồng đứa con là mình có cái chảo này là nướng ngon. Hai người nào mà mình ên nướng này gọn nó dễ nữa. Còn thịt này thì mình nướng là mà xương thì mình ăn liền thôi nha. Chăm đỡ cái nồi súp này nè. Cái nồi súp á thì mình chút xíu nó sôi lên. Ăn đi, thịt luộc có đó. Thịt luộc có, nhưng mình ăn thịt luộc trước đi, chút mình đỡ này mình ăn sao. Chần chờ gì nữa. Mời cả nhà ăn chần chờ gì nữa. Mời cả nhà nha. Trời đất, rất tuyệt vời. Nhiều cái đũa. Đũa nãy giờ mình đắp thịt. Ở bên đây nó làm cho mình nấu bún nữa không? Hả? Bên đó nó làm cho mình nấu bún nữa không? Cái này nấu súp. Nấu súp hoặc nấu cháo gì đó. Súp cháo gì đó. Cái mình để ra mình ăn nóng. Còn bên đây mình nướng. Ăn cháo hả? Ăn cháo hả? Ăn cháo hả? Thôi cuốn không thì ngon hơn. Cuốn chiều ăn cháo hả? Cuốn ăn cháo hả? Ăn hết rồi. Thôi để đi. Không bao ăn hết rồi. Ăn đi, ăn đi đi. Thịt luộc này đi. Hai con. Ngon dữ. Ăn chứ. Quá xa ngon luôn. Lấy đũa này nữa cả nhà ơi. Đó là nước mà chỗ này mình sôi là mình sẽ nêm vô. Bây giờ mình mời cả nhà ăn nha. Mình mời cả nhà mình ăn. Mình ăn thịt luộc. Thịt luộc chứ. Ở nhà thấy cái dĩa mình đẹp chưa? Hấp dẫn. Cái này là củ cải của đại hàng người ta bán á. Rồi mình mua về mình để dành trong tủ lạnh mình ăn. Nè, bóc không? Ông căng mới để bảnh đi. Bóc thôi. Hụt mình tới luôn hả? Đúng rồi, phải vậy. Ngon quá cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Cái này thì mình chấm mắm nêm. Còn thịt luộc thì mình ăn tương. Ngắm rồi vỗ rồi. Gì đó? Gì nó bút đồng đồng. Ngon quá vậy. Duy đó ngồi đây, Duy ăn chứ Duy mang bảo hộ. Ngon lắm cả nhà. Cái này là tỏi. Trời, thịt bò mà. Thịt bò mau chín lắm. Đây, người ăn là thế này. Tắt lửa lên, bắt lửa lên coi. Cái này, cái này đắt đây thôi.
Đây coi. Bỏ này, bỏ vô. Rồi lên. Cái gì đó gì trời, cái tay kìa. Bóp ăn hồi dễ ra tao này. Còn cái gì bóp nè. Gì tên hút. Gì nè. Ngon lắm cả nhà ơi. Con lấy gì? Con lấy gì? Này hả? Bắt lửa lên đi, cho cái nồi này nó sôi con. Giao vô lên. Cả này ăn giống như nó ăn gì ngon vậy? Ngon lắm. Quên thử cái này cho. Cái gì? Con mũi. Chưa. Cái trứng nè. Chưa đỡ chứ u nữa. Ôi lưu hơn. Để vô mang cái được. Cái trứng con. Cái này là trái ua liu á cả nhà. Nè. Người ta để trong cái hũ như vậy nè. Còn hũ mua gì nó khác này, cái hũ cưới. Cái rẻ tiền, cái mắc tiền. Cái mắc hả? Ừ. Nó có tỏi vậy. Đúng. Cái này chưa có. Cái nào nó cũng khác nhau, cái kia nó nhiều và nó nhỏ. Cái trứng là bao nhiêu? Chọn nữa con, chọn cái 10 trứng nữa. Nó cũng ra bắt ăn được rồi. Mở được trứng thì để gần nó trứng. Nồi nước mình nó đã sôi cả nhà ơi. Đó, bây giờ mình sẽ để cái xôi súp của mình lên. Cơm đi. Hả? No quá rồi. No ăn gì no? Ăn gì vậy? Cái này nó nhờ cái chén này nha cả nhà. Không có chén này không ngon đâu. Ngon nó mắm rồi, nó mắm. Giờ mình cho bí vô. Con ăn đi. Nhập lắm trời. Chín chưa? Chín rồi đó. Mình. Nó đang nãy giờ lâu rồi. Cái hồi đó nó thẳng nóng nghe gì. Giờ cây mình đợi cái đó cho nó chín lên. Chết mẹ, đi ngồi thế nha, cái nồi này vì cái mé. Bà Ni nó khôn nó đâu chứ ngồi trên đây. Ni nó khôn nó đâu chịu ngồi qua đây đâu. Qua đây không? Có. Muốn ăn thì cứ mắm thôi, nó có. Nó muốn ăn mắm. Ni nó đâu chịu ngồi qua đây đâu. Cái này nó văng quá cả nhà, bà anh trai mình này nãy nó không chịu ngồi ở đây. Khôn. Khôn quá. Đừng có ngồi thì đi nghỉ cho nó chút. Ngon lắm cả nhà ơi. Con dặn lửa lớn lên cho mẹ đi nha. Không sao. Con ngồi thì con ngồi thôi. Con phải dặn lửa lớn lên mới chín thịt chứ. Thịt mà con không để lửa lớn lên đâu có được. Cái này mình đi nhà hàng của Đại Hàng ở cả nhà. Là người ta nướng gì nè. Dặn lớn ra đi cho mẹ đi, để mẹ nướng cho ăn. Để hồi á rượu xuống. Nồi súp mình ngon chưa cả nhà? Đó, chín rồi. Dạ. Đang làm thịt chiên. Ăn đi, em nướng mà. Rồi đó nằm chút mình để trong biển cho nữa là ăn đó cả nhà. Đó, ngon chưa? Tại mình ăn đồ nướng thì mình có thêm một cái nồi súp nữa. Ngon quá. Mười dưới rồi, ông mười bốn mấy rồi. Còn muốn sao? Ông tuổi mình hai rồi biết mình. Đi đi, cái bò này đi. Chính là con.
thịt bò để vô là ăn à con ơi. Con đừng á, tại vì thịt bò mình để cho mau chín cả nhà, còn ba gọi mình phải moi cho nó chín chín ngon hơn. Đi cũng đừng chạy. Cả nhà muốn bà gọi nè, ngủ hả? Nhà mà gia đình mình cùng hai chồng hai đứa con vậy đó, nướng gì chút xíu thôi, không cần mà đem về nướng nhiều cái nhà. Cái này là tương, tương bữa đó mình làm sẵn á, còn sẵn cắt lưỡi bớt thì tương một trăm nghìn. Dạ lưỡi nhỏ bằng trăm được cái này. Bớt lửa đồ canh, đừng bớt nè. Ăn ngon như thế này. Nó nóng quá là không được. Đâu có. Nó nghĩ ăn rồi con. Đúng món này đi, nó đúng món này. Dễ gì mời kéo luôn ha. Miếng thịt này nó bự quá cả nhà ơi, bởi mình phải cắt ra. Thịt bò mình không cần nướng nhiều, mình nướng thịt ba gọi đó cả nhà. Nướng ăn gì nè, vừa nóng quá, nướng ngon lắm. Bớt lửa cái này đi con. Cái này lộ riêu cái nhỏ. Thôi mà ngư đi, ngư dân cả nhà không được.
Cái bữa đó mình đi chợ để hàng á, cái nào mình ăn nhiều nó ngon. Mình phải đi đâu mà đi ăn khí thế luôn. Đi ăn khí thế luôn. Đi ăn dữ gì. Cái này là tự cải cơ nè. Cái này bầu ngư á, bầu ngư quý chắc cho mỏng mỏng là gì nè. Kẹp miếng bầu ngư, miếng thịt vô. Chú có nhà chiên tự chiên rồi nhưng mà ngồi ăn nha con. Cái gì vậy? Cái bông ngư giống đi. Bông ngư mình luộc cả nhà. Mình tính nấu súp mà thôi. Bị đâu bị nó nhỏ. Cái này thịt bò. Bò anh ít ai chịu ăn thịt bò ăn ba gỏi vô mà cả nhà. Bò ơi. Đậu xanh á. Đậu xanh nó lên hả? Cái mầm nó là đậu luôn hả? Mua. Mua. Có loại mình lọc nó làm nó bán á. Bán được mà ra bán được. Ăn cái này nó gọn lắm cả nhà. Được cái nồi này nó gọn lắm. Quá trời ngon. Thôi mình dùng hết sức nha. Mà là có cái chiếu cái đầu mình có mầm đó cái đó là phải đó. Ủa? Cái này mầm cái đó là ngạc ngô mà đó là bơ như đi lên gì vậy cho ta lấy gì thôi. Để nguyên cái bọc vô đó. Bự lắm hả? Bọc nó quá bự, cái bằng nó lớn rồi đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà để nó cái bọc cho nó bể chín rồi nó lại. Thịt bò thì mình chiên nó mau chín hơn. Còn mà ba loại thì nó hơi lâu, nó bọc rửa ra. Nó bị bọc rửa cho nó chắc ăn một chút á. Thôi rồi. Thank you.
không nên cơm trước. Ngon lắm chị. Anh lấy này làm ăn cho này. Nó loạn dữ nha. Cả nhà ơi, cả nhà nhớ like và share và subscribe cho Quý nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye. Bye bye.